Thầy chào các em. Chào các em đến với tiết học ngày hôm nay. Trong tiết toán, hôm nay chúng ta sẽ học bài mới 1 phần 5. Trước khi bắt đầu vào bài mới, chúng ta sẽ kiểm tra lại bài cũ. Bài cũ chúng ta sẽ kiểm tra xoay quanh nội dung 1 phần 4. Thầy có câu hỏi trên màn hình này như sau. Đã tô màu 1 phần 4 hình nào? Trên màn hình thầy có 3 hình A, B, C. Nhiệm vụ em sẽ đưa ra câu trả lời là hình nào đã tô màu 1 phần 4, thời gian 5 giây bắt đầu. Như vậy em đã có câu trả lời của mình. Mời các em xem câu trả lời của mình với câu trả lời trên màn hình này nhé. Đã tô màu 1 phần 4 hình, đó là hình A. Theo như kiến thức ở bài 1 phần 4 thì chia hình đó thành 4 phần bằng nhau. Như vậy thì chúng ta thấy tô màu một phần đây là 2 ô vuông, còn những phần còn lại cũng là 2 ô vuông không được tô màu. Như vậy thì hình A là đáp án đúng cho câu trả là câu hỏi ở trên đây. Riêng hình B là có 9 ô vuông tô màu vào 3 ô vuông, tức là hình B thể hiện là 1/3. Và hình C là thể hiện là 1/2, vì một phần có 8 ô vuông, phần còn lại là 8 ô vuông không được tô màu. Như vậy thì hình C và hình B không phải là câu trả lời cho câu hỏi ở trên. Vậy thì câu hỏi ở trên là đã tô màu 1/4 hình nào? Chỉ có hình A thôi nhé các em. Vậy thì phần kiểm tra bài cũ về nội dung 1/4 này đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ theo dõi phần bài mới. Bài mới hôm nay chúng ta học đó là bài 1/5. Mời các em đọc lại theo thầy. 1/5. Trên màn hình các em quan sát, đây là một hình vẽ mà các em nhìn thấy rất là quen thuộc, đó là hình vuông. Ở hình vuông này thầy sẽ thực hiện điều gì? Thầy sẽ chia hình vuông thành 5 phần bằng nhau. Các em quan sát nè, 1 phần, 1 phần, 1 phần, 1 phần, 1 phần. Như vậy là chúng ta có tất cả 5 phần đều bằng nhau. Chia hình vuông thành 5 phần bằng nhau rồi. Tiếp theo thầy sẽ tô màu 1 phần. Tô màu 1 phần là phần màu đỏ nè. Và thầy lấy đi, tức là được 1/5 hình vuông. Lấy 1 phần là tức được 1/5 hình vuông. Thì thầy sẽ có cái cách viết đó là 1. Đó. Thầy, đây là cái cách thể hiện cái cách viết. Và khi gặp thể hiện cách viết này, chúng ta sẽ đọc là 1/5. Những phần còn lại không được lấy đi, chúng ta cũng thấy, cũng thể hiện được cái số phần của mình, đó là 1/5. Nói đến 1/5 thì các em cần nắm lại cái cách viết. 1/5 viết là số 1, sau đó em sẽ kẻ ngắn bên dưới, tiếp theo em sẽ viết số 5. Khi gặp cách viết này em sẽ đọc là 1/5. Thì mời các em nhắc lại theo thầy, 1/5. Cái cách viết về 1/2 của một hình thầy đã hướng dẫn rất kỹ ở những lần trước, ở bài học 1/2, 1/3 và 1/4 rồi. Thì hôm nay thầy chỉ nhắc lại để nhằm cho các em nhớ lại thôi. Tóm lại, bài 1/5 này chúng ta cần nắm một số ý, đó là gì? Ý thứ nhất là chia một hình thành 5 phần bằng nhau, chẳng hạn là hình vuông. Tô màu 1/, lấy 1/, tức là được 1/5 của hình đó, chẳng hạn là hình vuông đây. Và 1/5 này được thể hiện qua cái cách viết trên màn hình. Đến đây, để hiểu rõ hơn, thầy mời các em ứng dụng vào một trường hợp cụ thể như sau. Trên màn hình thầy có câu hỏi, hình nào dưới đây đã khoanh vào 1/5 số con gà? Chúng ta thấy có hình A, hình B. Bây giờ các em thấy hình A có 10 con gà, hình B cũng có 10 con gà. Nhiệm vụ em đưa ra cho thầy câu trả lời là hình nào đã khoanh vào 1/5 số con gà trong thời gian 5 giây bắt đầu.
Đến đây các em đã có câu trả lời của mình. Mời các em nhìn lên bảng xem câu trả lời trên màn hình này nhé. Hình B dưới đây đã khoanh vào 1/5 số con gà. Chúng ta xem thử coi hình B này khoanh như vậy đúng hay sai nhé. Đầu tiên, theo kiến thức về bài 1/5 là chia thành 5 phần bằng nhau. Vậy thì 1 phần là 2 con gà, phần tiếp theo cũng vậy là 2 phần, 3 phần, 4 phần, 5 phần. Như vậy thì khoanh vào 1/2 con gà. Như vậy thì hình B là hình đã thể hiện được câu trả lời đúng cho câu hỏi ở trên đây là có 1/5 số con gà được khoanh tròn. Riêng hình A là 1/5 con gà và hình phần còn lại cũng là 5 con gà không được khoanh tròn. Như vậy hình A không phải là câu trả lời cho 1/5 số con gà này, mà hình A là hình thể hiện 1/2 các em đã được học trước đó. Để hiểu rõ hơn bài 1/5 này, thầy mời các em cùng với thầy ứng dụng vào một số bài tập cụ thể như sau. Ở bài tập 1, chúng ta có câu hỏi đã tô màu 1/5 hình nào. Trên màn hình thầy có 4 hình A, B, C, D. Bây giờ các em sẽ ghi những chữ A, B, C, D này vào trong vở. Sau đó em quan sát trên màn hình này, các em thấy hình nào đã tô màu 1/5 thì em sẽ khoanh tròn vào chữ trong vở của mình nhé. Thời gian thực hiện cho các em là 20 giây bắt đầu. Như vậy thì các em đã có câu trả lời của mình rồi. Bây giờ thầy mời các em nhìn lên màn hình này xem câu trả lời của mình có đúng với câu trả lời trên màn hình này không nhé. Đã tô màu 1/5 hình, đó là hình A và hình D. Ở hình A chúng ta thấy được chia thành 5 ô vuông bằng nhau, tô màu 1 ô vuông, tức là 1/5. Như vậy thì hình A là câu trả lời đúng cho câu hỏi ở trên màn hình này. Hình B cũng được chia thành 5 phần bằng nhau, tô màu 1/5, tức là phần lấy đi, tức là thể hiện được 1/5 hình vuông, thể hiện được 1/5 của hình D. Vậy thì chỉ có hình A và hình D là câu trả lời đúng cho câu hỏi bài tập 1 này. Riêng ở hình B và hình C là hai hình chưa thể hiện đúng và cũng chưa phù hợp với câu hỏi ở bài tập 1 này. Vì thế ở bài tập 1 này chúng ta chỉ có hai hình thôi, đó là hình A và hình D. Tiếp tục mời các em theo dõi cho thầy bài tập thứ 2. Câu hỏi như sau: hình nào tô màu 1/5 số ô vuông? Trên màn hình chúng ta có tất cả 4 hình A, B, C, D. Nhiệm vụ các em sẽ ghi những chữ này vào trong vở. Sau đó em sẽ quan sát trên màn hình này. Em thấy hình nào tô màu 1/5 số ô vuông thì em sẽ khoanh tròn vào hình đó nhé. Thời gian cho các em thực hiện là 20 giây bắt đầu. Như vậy các em đã thực hiện xong bài tập 2 này. Mời các em nhìn bài của mình và bài làm trên màn hình này xem mình có thực hiện đúng hay không nhé. Hình nào tô màu 1/5 số ô vuông theo thầy? Đó là hình A và hình C. Ở hình A có tất cả là 10 ô vuông, được chia thành 5 phần bằng nhau, 1 phần là 2 ô vuông, những phần còn lại cũng vậy, và có 2 ô vuông được tô màu là 1 phần, tức là 1/5 số ô vuông được tô màu. Như vậy là hình A là câu trả lời đúng cho câu hỏi ở trên. Ở hình C có tất cả là 15 ô vuông. 15 ô vuông này chia thành 5 phần bằng nhau, 1 phần là 3 ô vuông, những phần còn lại cũng là 3 ô vuông không được tô màu. Vậy thì phần tô màu 3 ô vuông này đã thể hiện được là 1/5 số ô vuông.
Riêng hình B và hình D là những hình không phù hợp cho câu hỏi ở trên đây. Hình B là kiến thức cũ các em được học rồi, đó là 1/3. Hình D cũng vậy, là kiến thức cũ ở bài 1/4. Vậy thì ở bài 1/5 này, câu hỏi số 2 này, chúng ta chỉ có hai hình thôi, đó là hình A và hình C. Để hiểu rõ hơn, thầy mời các em cùng với thầy qua bài tập nữa nhé. Trên màn hình thầy có câu hỏi như sau: hình nào đã khoanh vào 1/5 số con vịt? Các em sẽ quan sát ở hình A có tất cả là 10 con vịt khoanh vào 2 con. Hình B cũng có 10 con vịt khoanh vào 5 con. Vậy thì theo em, trong vòng 10 giây trên màn hình này, em sẽ đưa ra câu trả lời nào phù hợp với câu hỏi này? Bắt đầu. Như vậy đã hết thời gian trả lời của các em. Theo các em, hình nào đây? Mời các em xem nhé. Đáp án ở câu 3 này đó là hình A các em ạ. Hình A chúng ta thấy 10 con vịt được chia thành 5 phần bằng nhau. Một phần là 2 con, những phần còn lại là không khoanh tròn. Vậy thì hình A khoanh vào 1/2 con, tức là 1/5 số con vịt. Vậy thì hình A là câu trả lời đúng cho câu hỏi số 3 này. Đến đây, phần bài tập cho bài 1/5 này, thầy mong rằng ít nhiều gì các em cũng đã hiểu bài, cũng đã có những câu trả lời đúng. Thầy có lời khen ngợi các em. Tuy nhiên, những bạn nào chưa trả lời đúng thì các em hãy xem lại kiến thức từ bài 1/5 này, hoặc là những 1/1 của một hình mà các em đã được học chưa vững thì các em có thể xem lại để mình vận dụng tìm hình cho đúng yêu cầu nhé. Và để thưởng cho các em trong cái tiết học này chúng ta đã theo dõi một cách chăm chỉ, thì các em cùng với thầy tham gia một trò chơi này nhé. Trò chơi ai nhanh ai đúng. Theo các em là hình nào dưới đây đã khoanh vào 1/5 số bông hoa? Hình A thì khoanh vào 2 bông hoa, hình B là khoanh vào 3 bông hoa, hình C khoanh vào 4 bông hoa, hình D khoanh vào 5 bông hoa. Các em sẽ trả lời nhanh trong vòng 5 giây. Có câu trả lời, bắt đầu. Như vậy các em đã trả lời xong. Vậy thì bao nhiêu bạn làm đúng? Thì mong rằng sẽ có rất nhiều bạn trả lời đúng. Vậy thì câu trả lời của các bạn ở trên đây đó là hình nào? Mời các em theo dõi nhé. Hình đã khoanh vào 1/5 số bông hoa đó là hình A các bạn à. Chúng ta thấy hình A có tất cả là 10 bông hoa được chia thành 5 phần bằng nhau, một phần là 2 bông hoa. Vậy những phần khác cũng bóng vậy. Như vậy thì chúng ta sẽ khoanh vào 1/1, tức là 1/5 bông hoa. Vậy thì hình A thể hiện đúng cho câu trả lời này nhé. Riêng những hình B và hình C và hình D chưa phải là câu trả lời phù hợp với câu hỏi này. Tiếp tục chúng ta có câu hỏi thứ hai của trò chơi. Theo em thì hình nào đã tô màu 1/5 số ô vuông? Thời gian cho các em quan sát và đưa ra câu trả lời. 5 giây bắt đầu. À, như vậy các em đã có câu trả lời của mình rồi. Mời các em theo dõi trên màn hình này nhé. Hình tô màu 1/5 số ô vuông đó là hình B.
À, hình B là hình số 2. Các em quan sát thử nè. Chúng ta thấy hình số 2 này có tất cả là 15 ô vuông, được chia thành 5 phần bằng nhau. Một phần là 3 ô vuông được tô màu. Vậy những phần khác không được tô màu cũng tương ứng với phần được tô màu. Như vậy là hình 2 là hình đã thể hiện 1 phần 5 số ô vuông được tô màu. Riêng hình số 1 và hình số 3 này không phải cho câu trả lời ở trên màn hình này nhé. Mà hình số 1 là hình thể hiện 1 phần 3 và hình số 3 là thể hiện cho 1 phần 4 nhé các em. Đến đây thì thầy có lời dặn dò các em là nói đến một phần mấy của một hình thì các em cần nắm lại kiến thức chúng ta đã được học về bài 1 phần 2, 1 phần 3, 1 phần 4 và 1 phần 5 rồi. Để nắm chắc kiến thức làm bài đúng, các em cần xem kỹ lại kiến thức mình được học và cần nắm lại cái cách đọc, cách viết đối với bài về một phần mấy của một hình. Và thầy mong rằng các em sẽ tiếp tục tìm những bài tập nào mà chúng ta đã học, đã biết để chúng ta vận dụng để nhằm giúp các em khắc sâu kiến thức hơn. Và thầy chúc các em học sinh của lớp mình luôn vui khỏe, chăm ngoan. Và một cái nữa là các em nhớ phải biết giữ gìn sức khỏe trong cái mùa nắng nóng này nhé. Thầy chào các em.